Xin chào mọi người, mình là Khánh, mình chuyên giới thiệu về những sản phẩm gốm sứ cao cấp của Bát Tràng. Hôm nay thì có xin phép được giới thiệu đến mọi người một chiếc bảo bình sứ lam vẽ tay được sản xuất tại Bát Tràng Việt Nam. Với cái mẫu này là mẫu tứ cảnh bách nhi bách phúc, gia đình ấm no hạnh phúc, con cháu đầy đàn. Mình sẽ quay một vòng cho mọi người cùng nhìn được cái cảnh vẽ ở trên đây. Như mọi người nhìn thấy thì có bốn cảnh được vẽ về các cậu bé tiểu đồng đang chơi các trò chơi dân gian, và tất cả cái họa tiết ở trên sản phẩm này đều được vẽ thủ công bằng tay. Và cái màu sắc này của sản phẩm nó sẽ là màu bền vĩnh cửu với thời gian, không sợ phai mờ xuống màu trong quá trình sử dụng nhé. Cái chất men nó rất là bóng, và cái sản phẩm này thì được làm từ nguyên liệu là đất trắng cao lanh không tạp chất để cho ra cái loại sứ trắng đẹp. Chỉ có hàng đất trắng nó mới cho ra được cái âm thanh nó đanh và trong tiếng như vậy. Kích thước của sản phẩm này với chiều cao là 82, tính từ chân cho đến miệng này. Cái vanh bụng này là 173. Vanh bụng là 173. Lấy 173 chia cho 3,14 là sẽ ra được cái đường kính bụng của sản phẩm. Tất cả những họa tiết này đều vẽ bằng tay hết. Cái men nó phủ bên ngoài rất là bóng nhé. Cái men phủ bên ngoài rất là bóng. Cái màu trắng mà mọi người đang nhìn ở đây nhé, cái màu trắng này nó là màu của đất khi mà nung ở nhiệt độ 1300 độ C thì nó sẽ trắng tinh như đá. Trang trí phụ điểm xung quanh là hình ảnh những họa tiết hoa văn chia bổ khung ô ở xung quanh, còn ở trong chính giữa là cảnh các cậu bé tiểu đồng đang chơi trò chơi dân gian. Đối với cái mẫu bốn cảnh như thế này thì thứ nhất là chúng ta có thể bày được bốn kiểu khác nhau. Hoặc là nếu mà đứng bày ở giữa nhà ấy, thì chúng ta đứng góc nào chúng ta cũng nhìn được những cái cảnh như thế này. Và nhìn vào cái cảnh bách nhi này nó sẽ rất là vui nhộn và cảm giác nó rất là vui vẻ, nhẹ nhàng. Nhìn thấy các cậu bé như này rất là vui. Xoay nhé. Và vì là sản phẩm vẽ tay nên là tất cả các sản phẩm nó sẽ không giống nhau 100% được. Nó sẽ chỉ giống nhau khoảng tầm 90%, nên là cùng một người vẽ, cùng một đơn vị sản xuất. Còn nếu như mà sao chép lại thì nó chỉ giống được khoảng 70% thôi, 6 đến 70%. Các sản phẩm như này chúng tôi đều ship toàn quốc hết. Và nếu như mọi người mà quan tâm đến sản phẩm thì có thể gọi điện ngay qua số điện thoại đang được để bên trên video, chúng tôi sẽ tư vấn cho các bạn về cái sản phẩm này, hoặc là gửi thêm cho mọi người những cái mẫu sản phẩm khác. Và ví dụ cùng một cái dáng như thế này, mọi người mà thích cái mẫu họa tiết khác thì đều có thể chế tác lên được, tùy thuộc vào nhu cầu của mỗi người. Cỡ rất là to nhé. Với cái chiếc bình như thế này thì thích hợp bày những cái không gian rộng, và cái hàng xanh lam trắng như này thì nó sẽ giúp cho căn phòng chúng ta trở nên sáng hơn, tông nó theo cái tông sáng. Ở giờ thì mình sẽ quay sát chi tiết vào cái chiếc bình này để chúng ta có thể nhìn rõ được cái họa tiết. Và cái mẫu này lưu ý với mọi người, đây là cái mẫu vẽ kỹ. Vẽ kỹ thì sẽ là như thế nào? Thứ nhất là các nét vẽ của sản phẩm nó liền mạch, sắc nét, rõ ràng và có thần thái. Lát nữa thì mình sẽ quay sát chi tiết vào cho chúng ta nhìn rõ nhất. Bởi vì trên thị trường hiện tại thì có rất nhiều các đơn vị sản xuất với cái chất lượng hàng khác nhau, thế nên khi mà mọi người muốn sở hữu cho mình một cái sản phẩm thì lưu ý là ví dụ như mọi người mua một cái sản phẩm như này nó phải đúng với cái giá trị của sản phẩm. Ví dụ mua về hàng kỹ thì đúng cái giá trị của hàng kỹ, mà mua cái giá hàng thường thì đúng cái giá trị của hàng thường. Hàng thường thì có thể là cùng một chất đất, cùng chất đất, cùng chất men, nhưng mà cái họa tiết được chế tác bởi cái người thợ lâu năm và người thợ ít năm thì nó sẽ khác nhau, cái giá thành nó sẽ khác nhau nhé. Và một cái nữa là mỗi một đơn vị sản xuất họ sẽ có một cái cách làm sản phẩm khác nhau. Và có những đơn vị họ có cái bí quyết riêng về đất, và có những đơn vị họ có bí quyết riêng về men để cho ra những cái sản phẩm có cái chất riêng. Thế nên là mọi người lưu ý. Bỏ mà đi sao chép lại hoàn toàn thì rất là khó, bởi vì nó liên quan đất, men rồi cách vẽ nữa. Thế nên là ví dụ mà mang một sản phẩm ở đơn vị này đi mà đến một đơn vị khác làm thì nó sẽ chỉ giống nhau được khoảng từ 60% thôi, không giống nhau được 100%. Rồi giờ mình sẽ quay sát chi tiết vào để chúng ta có thể nhìn rõ nhất về sản phẩm này. Như vậy hôm nay mình đã giới thiệu đến mọi người một chiếc bảo bình bách nhi bách phúc tứ cảnh.
Nếu như mà mọi người xem video này thấy video của mình hay và ý nghĩa thì rất mong mọi người đăng ký ủng hộ kênh, chia sẻ rộng rãi để nhiều người có thể biết đến những cái sản phẩm của Bát Tràng Việt Nam. Mọi người có thể xem thêm nhiều video nữa tại YouTube là kênh Gốm Sứ Bát Tràng. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào. Ở đây hiện tại thì mình đang quay sát chi tiết vào để chúng ta có thể nhìn rõ nhất. Thì mọi người nhìn cái hàng vẽ kỹ này, các nét vẽ này, vẽ tay hoàn toàn nhé, nét vẽ sắc nét mềm mại này. Để quay gần vào nhất để chúng ta có thể nhìn được rõ nhất cái thần thái của các cậu bé đây, mọi người nhìn cái mọi người có thể nhìn thấy cái thần thái của các cậu bé này rất là hồn nhiên. Cái thứ hai nữa là cái nét vẽ mềm liền mạch sắc nét, có độ đậm độ nhạt này, đậm nhạt này để tạo nên cái chiều sâu cho cái sản phẩm. Rồi đến những cái bông hoa, cánh hoa này, cánh hoa thì tròn trịa này, sắc nét này. Ở đây là cái mẫu vẽ kỹ. Và đối với những cái mẫu vẽ thường thì cái nét vẽ có thể là nó sẽ, thứ nhất là không có thần thái, cái thứ hai là nét vẽ nó có thể là rời rạc hơn, không mềm cứng. Đấy là lưu ý cho mọi người. Chúng ta nhìn cậu bé này, nhìn cái khuôn mặt rất là phúc hậu nhé, tất cả đều vẽ tay hết. Đây, thì nhìn đến cái tà áo này được uốn lượn này, mềm mại này, xoay tiếp cho mọi người nhìn nhé. Rồi đến cái đây là cái cảnh này, là cảnh chơi trong sân. Nhìn những cánh hoa đào này, cánh hoa đào tròn trịa này, được tô đậm, tô nhẹ cái màu xanh để tạo cái chiều sâu cánh hoa đào này. Rồi cái thân cây được thiết kế gù xù xì này, giống với cây thật. Nhìn lại, tiếp tục nhìn gương mặt của các cậu bé nhé, rất nhiều trạng thái biểu cảm khác nhau. Đối với những cái sản phẩm mà vẽ người thì chúng ta phải lưu ý về cái mặt người, làm sao cho nó phải có thần thái nhất. Đấy. Cái độ bóng của men thì mọi người có thể nhìn thấy cái ánh sáng nó phản chiếu ở đây rồi, độ bóng rất là sâu. Cảnh. Màu nó sẽ giống cái màu dưới này. Ở trên nó đang có một cái đèn nó rọi vào. Rọi xa hơn tí nữa cho mọi người nhìn nhé. Trên nó có cái đèn nó rọi vào nó hơi trắng. Đây là trên giữa thân bình, để quay xung quanh để cho mọi người nhìn được rõ nhất. Cái cảnh này là cây đào, các cậu bé đang chơi dưới gốc cây đào, chơi trong sân viên. Đây, cây tùng này vừa kết hợp cả tứ cảnh, vừa kết hợp tứ cảnh với cả bách nhi, nghĩa là mỗi một cảnh nó sẽ có một cái loại cây đại diện cho một mùa, và trong cái cảnh đấy lại có các cậu bé nữa. Đây là mùa thu này, hoa cúc này, những cánh hoa cúc, đây là hoa sen này, mùa hẹn hà hẹn, mùa hè này, hoa sen là mùa hè, xa xa là cái đầm hoa sen. Vừa có tứ cảnh vừa có cả bách nhi nữa. Đây là mùa xuân hoa đào nhé. Xuống đến chân này, chân là họa tiết hoa văn, dưới chân là bộ cung họa tiết hoa văn. Đây là trên phần cổ bình, họa tiết hoa văn này. Xin chào mọi người, mình là Khánh, mình chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ cao cấp của Bát Tràng, với mong muốn là giúp tất cả mọi người chúng ta xem là có thể hiểu rõ nhất về sản phẩm. Mình làm một kênh YouTube là kênh Gốm Sứ Bát Tràng, mọi người có thể lên trên kênh và tham khảo rất nhiều những cái sản phẩm
Mình đã làm thành video chi tiết để mọi người có thể xem và hiểu rõ hơn nữa về những sản phẩm mà các bạn có thể là đang quan tâm. Nếu như mà xem xong những cái video của mình mà thấy video của mình hay và ý nghĩa thì rất mong mọi người đăng ký ủng hộ kênh, chia sẻ rộng rãi để nhiều người có thể biết đến những cái sản phẩm gốm sứ Bát Tràng Việt Nam. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Xin chào.